Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thời sự 24 giờ HD và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Tai nạn công trình để không phải mong đợi phép màu. Kính thưa quý vị xem đài, hầu như ai biết chuyện cũng đều cầu mong phép nhiệm màu đến với em Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, bị rơi lọt vào ống cọc bê tông rộng chỉ 25cm, đóng sâu xuống lòng đất 35m tại công trình cầu dọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Vụ tai nạn xảy ra từ trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công tác cứu nạn tính ngay từ sau thời điểm đó đến nửa khuya mùng 3 tháng 1 năm 2023 là khoảng 3,5 ngày đêm. Đây là vụ tai nạn hy hữu, hậu quả tất nhiên rất đau xót. Đau buồn, mất mát rồi sẽ vơi theo thời gian. Song vấn đề lớn vẫn đọng lại mãi chưa có câu trả lời. Tại sao lại còn xảy ra quá nhiều vụ tai nạn kiểu như vậy, hầu hết nạn nhân là trẻ em? Bằng chứng khác mới nhất là cách đây 2 tuần, bé gái 5 tuổi bị té xuống hố ép cọc bê tông tại công trường đang thi công ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hố này sâu hơn 10 mét, miệng hố rộng 40cm, nạn nhân may mắn được cứu sống. Hoặc trước đó nữa, không thể kể hết những vụ trẻ em bị tai nạn thương tích hoặc thiệt mạng do ngã, trượt chân xuống hố công trường, cống thoát nước, bể bơi, giếng đào, thang máy, trạm điện tại nhiều địa phương. Hầu hết, hiện trường gây tai nạn là công trình thi công dang dở hoặc đang vận hành mà không bảo đảm an toàn, thừa cạm bẫy nhưng thiếu cảnh báo. Sau mỗi vụ tai nạn, câu hỏi luôn được đặt ra là ai chịu trách nhiệm và chịu như thế nào. Hầu hết những trường hợp đã xảy ra trên thực tế đều được giải quyết theo hướng dân sự, đôi bên thỏa thuận bồi thường hoặc hành chính, các đơn vị cá nhân liên quan bị phạt hành chính. Nguyên nhân thường do không xác định được trách nhiệm, mù mờ trách nhiệm hoặc bên bị hại bãi nại, không truy cứu trách nhiệm hình sự thì đâu thể răn đe. Do vậy những cái bẫy chết người cứ thế cả vô tình lẫn cố ý được răng ra, gây bất an thường trực cho cuộc sống con người. Trở lại với vụ việc em Hạo Nam ở Đồng Tháp, hiện trách nhiệm chưa được phân định, mà cho dù nạn nhân có lỗi đi nữa cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các nhà thầu liên quan và những cá nhân bộ phận được chủ đầu tư, nhà thầu giao nhiệm vụ tại công trình. Nếu chưa đủ yếu tố hình sự thì có căn cứ xử phạt hành chính theo Nghị định số 12/2022 NĐ-CP và Nghị định số 06/2021 NĐ-CP của Chính phủ. Còn nếu như có dấu hiệu tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm về các tội danh như vi phạm quy định về an toàn giao thông, quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự, tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Chữa an cho đời sống đô thị sau những cuộc hội ngộ oan nghiệt với ông Hỏa. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ cháy đáng lưu tâm. Những nỗi đau chồng chất, những mất mát nặng nề là điều không thể bàn cãi. Nhưng cái chính là tất cả chúng ta đang phải sống với nỗi sợ hiện hữu đó. Sẽ không ai biết ông Hỏa sẽ ghé thăm khi nào. Vậy nên càng phải học cách từ chối để không bao giờ xảy ra cuộc hội ngộ oan nghiệt này. Đầu tiên cần phải học cách từ chối các quán karaoke không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Khách đi hát karaoke thường đã vừa xong một tăng nhậu, đa số là thế. Người đã ngà ngà say thường ít khi để ý đến những lối thoát hiểm hay đánh giá những rủi ro xung quanh mình. Ngay cả những viên làm việc, bán thời gian ở quán thì chắc gì họ đã được một lần đào tạo về phòng cháy chữa cháy ở chính nơi họ làm việc mỗi ngày. Và chính vì tâm lý như vậy nên chúng ta vô tình bỏ quên đi sự thật là những quán karaoke hiện nay đa số đều là những chiếc lồng bê tông và thép, đặc biệt là những dạng nhà ống. Xung quanh là bê tông và đằng trước được phủ kín bởi biển quảng cáo với khung thép, các chất liệu dễ cháy như nhựa, mica và đèn LED. Để những chiếc đèn thật sự nổi bật, họ buộc phải gắn thật nhiều với những một bộ khung kiên cố. Tất nhiên, để phá bỏ nó cần phải máy cắt, chuyên dụng chứ bàn tay người thì bất lực. Nếu xảy ra đám cháy thì cầu thang bộ là lối thoát duy nhất, nhưng với những người ở tầng cao thì chưa chắc chém chân vào dòng người đang hối hả, giành giật sự sống từ ông Hỏa. Thứ hai, học cách từ chối những nơi cư trú tạm thời không đáp ứng được yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Đơn cử nhất đó là khách sạn, có những khách sạn đầy đủ lối thoát hiểm, nhưng đáng tiếc là nó được khóa chặt để ngăn cách sử dụng. Nghe phi lý nhưng đây là một thực tế đang diễn ra. Cũng có những trường hợp cầu thang thoát hiểm được biến thành nhà kho. Nếu xảy ra hỏa hoạn thì nơi đây cũng không được xem là lối thoát được. Ngoài ra còn một thực trạng đáng báo động khác, khi không ít cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng, dịch vụ ăn uống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Vậy nhưng rất nhiều các chủ cơ sở luôn tìm cách lách luật, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bằng cách đăng ký hoạt động nhà hàng hoặc các dịch vụ khác để không phải thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy. Một số cơ sở kinh doanh các dịch vụ khác thì chỉ đảm bảo phòng cháy chữa cháy khi có đoàn thanh kiểm tra, nhằm đối phó sau đó mọi sự vẫn như cũ.
Tất nhiên, bất cứ một cơ sở nào cũng được yêu cầu thực hiện phòng cháy chữa cháy đầy đủ, nhưng không ai đảm bảo nó được thực hiện 100%. Vậy nên việc tự kiểm tra của mỗi cá nhân là rất cần thiết và sẽ rất đáng hoan nghênh nếu như có một cuộc gọi phản ánh về tình hình phòng cháy chữa cháy của các cơ sở dịch vụ bên cạnh sự quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khẳng định kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với cơ sở chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời đề nghị tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo kiểm tra 100% các cơ sở. Sự quyết tâm này cùng với việc giám sát của người dân sẽ là công thức tuyệt vời để xã hội bớt đi những cuộc viếng thăm từ ông Hỏa, trả lại một chữ an, tròn nghĩa cho đời sống đô thị, an toàn, an sinh và an dân. Giải quyết tình trạng quá tải trung tâm đăng kiểm. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nhiều trung tâm đăng kiểm có số lượng ô tô đến kiểm định tăng vọt. Nguyên nhân là do nhiều trung tâm phải đóng cửa vì có sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện khi tham gia giao thông, cũng là do tâm lý muốn hoàn tất mọi công việc của người dân vào dịp cuối năm. Không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà tất cả các tỉnh thành đều gặp tình trạng tương tự. Đơn cử như tại thành phố Biên Hòa, lượng xe đến đăng kiểm có dấu hiệu tăng mạnh. Từ rạng sáng, hàng loạt xe đã đến xếp hàng chờ đăng kiểm. Số lượng xe lên đến 400 đến 500 xe, kéo dài cả 2 km, thậm chí có phương tiện còn phải đến từ 2 giờ sáng để được giải quyết. Do trước đó có sự sai phạm trong quá trình kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm nên bây giờ cần phải làm việc nghiêm ngặt khi kiểm tra. Bên cạnh đó, nhu cầu mua xe của người dân cũng tăng mạnh, khiến tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm lại càng trở nên nghiêm trọng. Người dân có tâm lý muốn đăng kiểm sớm để có thời gian hoạt động bình thường, dẫn đến sự đông đúc tại các trung tâm. Để giải quyết tình trạng trên, các trung tâm đăng kiểm đã lên phương án hoạt động tối đa công suất và làm việc thêm giờ. Ngoài ra, cũng có không ít những trung tâm còn làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật để giải quyết nhu cầu cho người dân. Đồng thời, các sở giao thông vận tải đã yêu cầu các trạm đăng kiểm giải quyết tình hình để không làm ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra xe cơ giới của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, các trung tâm đã thực hiện phát số thứ tự và hẹn tài xế ngày giờ cụ thể, làm giảm bớt tình trạng các tài xế phải xếp hàng dài, gây mất trật tự an toàn giao thông. Sở Giao thông Vận tải cũng đã khuyến cáo người dân cần sắp xếp thời gian đăng ký lịch hẹn, chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi đưa đi kiểm định. Đây là việc làm thiết thực nhằm tránh gây ách tắc và tạo áp lực cho các nhân viên tại trung tâm đăng kiểm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.